phụ nữ có số lấy chồng giàu sang nhờ những nốt ruồi này. Hoan hỉ đón chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, người xưa coi nốt ruồi giống như là đài khí tượng dùng để dự đoán vận mệnh tương lai của mỗi người. Mỗi một nốt ruồi tướng học đều có tầm ảnh hưởng nhất định và có thể gắn với những câu chuyện riêng khó lòng lý giải về cuộc đời mỗi con người. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ điểm mặt giúp anh chị biết những nốt ruồi vàng để thể hiện phương diện tình cảm của nữ mệnh. Mệnh chủ khi có những đặc điểm này sẽ lấy được chồng như ý, giàu sang phú quý. Quý anh chị hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Nốt ruồi phía cuối chân mày. Nốt ruồi trên mặt phụ nữ ở vị trí cuối chân mày thường đem đến sự may mắn về tình duyên. Họ sẽ sớm được tìm ý chung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc. Sau khi kết hôn, sự nghiệp cũng được thăng tiến phát triển như ý muốn. Những người này thường có lối sống khá phóng khoáng, khéo léo trong cách kiểm soát tình cảm và mối quan hệ vợ chồng, không bao giờ khiến đối phương cảm thấy gò bó, mất tự do. Đó chính là chìa khóa giúp những cô nàng này duy trì được tình yêu lâu dài hòa hợp. Nốt ruồi trên trán. Xem bói nốt ruồi cho biết đây là dấu hiệu của một người phụ nữ đoan trang, thủy mị, nết na nên họ khá nhút nhát. Nói ít nhưng ẩn chứa bên trong là một trái tim khao khát tình yêu. Tâm hồn họ lúc nào cũng lãng mạn và tràn đầy sự sống, lạc quan, yêu đời. Những người này luôn có sức hấp dẫn cuốn hút kỳ lạ khiến đối phương không thể rời mắt. Họ biết cách phát huy những điểm mạnh trong con người mình, từ ngoại hình cho đến tính cách. Đó là điều gây ấn tượng mạnh với nam giới. Nốt ruồi bên dưới đôi mắt. Phụ nữ có nốt ruồi dưới đôi mắt khá nhạy cảm và đa tình. Khi yêu, họ luôn đặt ra những yêu cầu khá cao và mong muốn đối phương phải thực hiện. Cũng bởi vì thế mà họ thường xuyên rơi vào trạng thái thất vọng, buồn chán khi mọi chuyện không được như ý muốn. Nhưng thật may mắn, phụ nữ có nốt ruồi dưới đôi mắt sẽ được gặp một người bạn đời hoàn hảo, yêu thương, chiều chuộng họ hết mực. Dù ở bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống, họ sẽ được che chở, bảo vệ và giúp đỡ. Nốt ruồi trên môi. Những cô nàng này yêu cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc phải gắn bó với một ai đó trong cuộc đời. Họ vô tư, hồn nhiên đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè, người thân xung quanh. Thế nhưng cũng có một ngày, tình yêu bất ngờ đã đến và khiến cho cuộc sống của họ thay đổi tất cả. Những người này chìm vào tình yêu tha thiết say đắm. Họ khiến cho nam giới chết đứng bởi hồn nhiên vô tư của mình. Nốt ruồi trên môi là đại diện cho sự quyến rũ chết người mà cô nàng này đang sở hữu. Dù sau khi kết hôn, xung quanh họ vẫn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, thế nhưng những người này lại toàn tâm toàn ý chăm lo cho cuộc sống gia đình. Nốt ruồi phía dưới khóe mắt trái. Những cô nàng này có đời sống tình cảm vô cùng phong phú, lãng mạn. Họ luôn mơ về những câu chuyện trong cổ tích với chàng hoàng tử đang cưỡi ngựa đi về phía mình. Trong cuộc đời, sẽ có những lần họ phải trải qua thất bại trong tình duyên bởi không tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ, tưởng chừng như tuyệt vọng nhưng cuối cùng, người trong mộng của cô nàng đã xuất hiện. Họ sẽ có đời sống tình cảm hòa hợp, hạnh phúc và lâu dài. Nốt ruồi phía trên khóe miệng. Là người phụ nữ khéo léo trong giao tiếp và ứng xử với mọi người xung quanh nên sở hữu nốt ruồi trên khóe miệng, bạn sẽ khiến cho đàn ông chết mê, chết mệt với sự thông minh, tài giỏi và quyến rũ của mình trong mọi tình huống. Sau khi kết hôn, những người này thì chăm lo cho chồng con một cách chu toàn, luôn hoàn thành xuất sắc vai trò của phụ nữ gia đình. Bởi vậy, họ được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực. Nốt ruồi ở ngón trỏ. Phụ nữ có nốt ruồi ở ngón trỏ không chỉ đảm đang tháo vát mà việc nhà, họ cũng làm chủ cuộc sống của mình với vị trí quan trọng trong xã hội. Những người này có số lấy chồng giàu phú quý, nhưng không vì thế mà ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Họ luôn có một công việc tốt, thu nhập ổn định và tiếng nói trong gia đình. Cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Những người này may mắn lấy được chồng tâm lý, luôn yêu thương, thấu hiểu suy nghĩ của họ. Dù buồn, vui, đau ốm, bệnh tật, lúc nào cũng được chồng con, gia đình quan tâm, chăm sóc chu đáo. Phần tiếp theo của chương trình lần này, chúng tôi sẽ tổng hợp ra 6 con giáp có đường tình duyên may mắn nhất trong năm nay. Quý anh chị hãy cùng chú ý theo dõi nhé! Tuổi Mão năm 2020 bước vào năm Canh Tý, Thái Tuế trợ đào hoa, hồng loan các tinh nhập mệnh, mang tới nhiều tin vui trong chuyện tình cảm.
canh kim lộ xuất chính quan, đây còn được xem là đào hoa của nữ mệnh. Chính vì thế mà bản mệnh trong năm nay đào hoa cực kỳ vượng, dễ gặp được đào hoa tin vui tới tấp báo về. Con giáp này dễ gặp được đối phương là người thông minh lanh lợi, cũng giỏi giang và có năng lực, là người điềm tĩnh thực tế nhưng khá là tâm lý, biết cách quan tâm đến người khác phái, ngoại hình khí chất đều không tồi. Song tuổi Mão nên lưu ý rằng đào hoa trong năm của bạn còn là hàm chỉ đào hoa, tức là một dạng đào hoa lộ thủy, dễ có được nhưng cũng dễ mất đi. Nói một cách đơn giản hơn thì đó là thứ tình cảm quá dễ dàng có được nên chúng ta khó biết trân trọng giữ gìn trong tay mình. Có thể chỉ là cơn mơ thoáng qua, chưa kịp hạnh phúc đã phải nói lời tạm biệt. Với những người đã có đôi có cặp thì đây có thể là một dấu hiệu dễ bị vướng vào mối quan hệ ngoài luồng như tình công sở, tình một đêm. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sa ngã và đưa hạnh phúc của mình lên bờ vực tan vỡ. Với các cặp đôi thì cần phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào. Đừng tính toán thiệt hơn với những người mình yêu, bởi có khi bạn chưa được lợi thì đã phải chịu thiệt thòi lớn. Để tăng cường nhân duyên của tuổi Mão, cần sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp hợi Mão Mùi giúp tăng cường các mối quan hệ. Khi quý thần tương trợ, cơ hội gặp gỡ được người khác phái sẽ nhiều hơn, từ đó có cơ hội lựa chọn cho mình người bạn đời phù hợp. Ngoài ra, đối với nữ mệnh cần sử dụng thêm mặt dây chuyền hầu ly để kích hoạt cung nhân duyên, giúp tăng cường sự hấp dẫn đối với người khác phái. Tuổi Tỵ năm 2020, đường tình duyên vào năm Canh Tý này, Thái Tuế Tý Thủy ngự tại chính quan tinh, Tuế Can ngự tại thiên tài tinh, con giáp này có nhân duyên khác phái vô cùng lý tưởng. Nhân duyên này không phải đào hoa vận, đơn giản là bản mệnh có nhiều cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với người khác phái. Do Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung khắc nên nhân duyên chờ chỉ xe tới đó, việc thành đôi hay không hoàn toàn do con giáp này quyết định. Vì thế, dù là nam mệnh hay nữ mệnh thì tuổi Tỵ cần phải học cách bao dung, bỏ qua cho nhau, hãy nhìn vào mặt tích cực, suy nghĩ lạc quan để có thể đến gần hơn với hạnh phúc của riêng mình. Bạn cần phải chủ động chứ không chỉ ngồi im một chỗ, tuy nhiên đừng nóng vội quá mà thể hiện mình thái quá, dễ khiến cho đối phương cảm thấy phản cảm. Cần giữ cho trái tim nóng và cái đầu lạnh, quan sát hành động tinh tế, nên đứng từ góc độ của người ấy để suy xét rồi mới đưa ra hành động. Mệnh chủ tuổi Tỵ nên tham gia nhiều hơn các hoạt động giao tiếp, có thể có được cơ hội tình cảm. Cũng có thể nhân dịp năm quý nhân mạnh, nhờ người lớn tuổi giúp giới thiệu thì sẽ phù hợp cho bản thân, có cơ hội phát triển quan hệ nhân duyên. Để hóa giải những sát khí đào hoa cũng như tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích hoạt đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Tuổi Mùi trong năm 2020, người tuổi Mùi dù là nam hay là nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân có cơ hội may mắn được một người thực sự phù hợp với mình, tuy nhiên thì bản mệnh cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp, đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý điều xấu lừa gạt, khiến phải chịu nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách cơ sở đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến cho đôi bên phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình thì chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không nên để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Mùi đã kết hôn hoặc đang yêu đương thì ảnh hưởng của hại Thái Tuế, nền tảng không được chắc chắn là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại gặp canh kim thương quan, mệnh chủ tuổi Mùi dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như xung đột nhiều cùng người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối, có cái vã tranh chấp. Phải cẩn thận, việc có kẻ thứ ba chen ngang cùng với người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực, nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế khiến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Mùi đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Mùi. Tuổi Dậu. Nhân duyên của người tuổi Dậu trong năm 2020 khá đặc biệt với những người còn độc thân. Bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây ấn tượng với những người khác giới nên việc bắt đầu một mối quan hệ tình cảm không phải là vấn đề gì quá khó khăn.
Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được kết quả như mong muốn. Ngoài ra, tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phạm phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với những người khác giới tiếp cận mình. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng, giao lưu, cần chú ý biết giữ mình không nên quá chén, khiến bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những việc gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những ham muốn không cần thiết. Mệnh chủ tuổi Dậu năm nay cần chú ý mang theo bên người một mặt hồ ly ngọc giúp hóa giải hoặc đào hoa sát, tăng cường nhân duyên cho chính mình. Tuổi Sửu. Về phương diện tình cảm, năm 2020 tuổi Sửu không có nhiều đào hoa cho lắm, song thứ tài các tinh vốn còn được biết đến với cái tên sao tình nhân, thái tuế lại có phần nghiêng về phía nam mệnh hơn là nữ mệnh. Vì thế, so với nữ tuổi Sửu thì con giáp nam sẽ có nhiều cơ hội tình yêu hơn hẳn. Mệnh chủ sẽ gặp được nhân duyên của mình ở những buổi hẹn hò, gặp gỡ bạn bè, có lúc là do đối phương tự chủ động tiếp cận làm quen. Con giáp này hãy thử cho bản thân cũng như đối phương một cơ hội. Tuy nhiên, với nam mệnh đã kết hôn, có thể bạn sẽ nhận được những lời tán tỉnh đong đưa của người khác phái, cần phải vạch rõ ranh giới cho các mối quan hệ. Tuyệt đối không tỏ ý hùa theo, khiến cho đối phương hiểu lầm, tự mình chặn đứng đường về nhà của bản thân. Riêng nữ mệnh tuổi Sửu tuy nói cơ hội để tìm thấy tình yêu không nhiều, nhưng cũng không phải là không có. Nhân duyên tự thân vẫn khá tốt, nên chịu khó tham gia các buổi gặp gỡ bạn bè để nhân cơ hội đó làm quen với những người có khả năng tiến tới mối quan hệ yêu đương. Những cô gái tuổi này đừng quá mức chủ động cá tính, hãy dành cho đối phương cơ hội được thể hiện mình, tỏ thái độ bật đèn xanh nhưng cũng cần một chút bí ẩn thu hút để khiến cho đối phương phải có mong muốn chinh phục mới là lựa chọn chính xác. Song bản mệnh cũng đừng quá bị động, tình cảm đến từ hai phía. Nếu một người tiến mà một người không có bất cứ động thái nào, e rằng quãng đường đi đến trao sẽ càng ngày càng xa cách. Để kích hoạt cung đào hoa, hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu và Hồ Ly để tăng cường quý thần tương trợ và kích hoạt nhân duyên cho tuổi Sửu. Tuổi Hợi. Trong năm 2020, người tuổi Hợi đào hoa khá là vượng. Cho dù bản mệnh là nam hay là nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì dễ có những bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên thì tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế, ngoài lựa chọn một đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cần phải không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những thói hư tật xấu, phát huy những điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì xui hỏng bỏng không. Mặt khác, vận đào hoa vượng không phải là dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình. Vào năm Canh Tý thì bản mệnh dễ phạm phải đào hoa dữ, cần đề phòng có đối tượng khác giới tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để truyền tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Hợi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết cho tuổi anh chị, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.